thì cái dây này hiện tại bên mình đang sử dụng là một lần, tức là mình trống xong rồi tới khi thu hoạch là dây này bỏ. Thì cái dây này nói chung là tốt so với những cái sợi xe mà bên những cái nhà cung cấp khác cung cấp. Cái xe sợi này khi mà cắt nó không có bị tưa đầu, nó không có bị bung á, tức là nó độ cái nó quấn á nó chặt hơn. Còn đối với những dây kia khi mình xả ra, khi mà trống thì những cái này những cái sợi nhỏ nó gờ ra thì nó dễ đứt. Tức là nhiều cái đơn vị á, họ gửi cái những cái cuộn dây á cho mình sử dụng thử. Thì bên sản xuất có sử dụng thử mà cái lực căng á nó không bằng. Nó trơn. Nó trơn thì mình siết không được. Tới khi mình siết vô á thì nó sẽ bị tuột. Thứ hai nữa là nãy em có nói đó, nó sẽ bung ra, nó tơ dễ đứt. Kỹ thuật buộc ha. Thì tùy theo cái kỹ thuật buộc. Đối với kỹ thuật trên cổ á thì mình cuộc khi mà bên em á thì cuộc chừa ra một ba ngón tay sọc vô nè, thì nó rộng nè, và chuột cố định. Riêng ở dưới đây á là nè, em cuộc theo kép này, khi mà cái chuối mà nó lớn ra thì cái dây này nó chạy ra. Đó, theo kép cuộc ha. Đây. Cuộc theo kép này. Cuộc theo kép này. Là mình thấy mình làm một cái thòng lọng ở đây xong rồi mình cột vô. Rồi, tới khi mà cây chuối này nó lớn lên á thì cái dây này nó chạy ra. Nó chạy ra. Được không? Nó không có cuộc chết. Còn ở trên kia là phải cột là nó phải dư ra rộng rộng ra như vậy thì nó không có siết vô. Cho nên mình cột, cho nên thực ra mình xuất cái dây này á, bên mình là xuất đi đi Úc á, anh nói này cột như vậy rất là lỏng ha, anh nói đâu có chặt đâu. Không, do mình căng á, tức là căng dây này, căng ba dây liên tục á, thì sẽ có một dây nó hơi dùng một tí. Ở đây mình cột ba dây.